Thế ông Giáp đến già cái mỏ ngáp ngáp như con cá ở đây nè, còn phải chết nữa luôn gì nè. Phải không? Phê tự phê á, phê là sao? Phê là khi mà hút xong phê vậy nè, hút thuốc lào á, bắn viên nào cũng lấy phê dữ lắm luôn. Phong trào phê tự phê phát triển ở Việt Nam á. Đó không? Sen cục nhẹ cái bỏ vô cái nỏ điếu cái bọc bọc vậy nè. Nè kéo. Phung. Đó, phê tự phê á. Phê tự phê là hút thuốc lào á, là phê tự phê á. Đập đá á. Thật sự ra cái tư tưởng Khổng Tử đâu có con mẹ gì hết á. Cái Khổng Tử này là chẳng qua là bùa phép chế ra của mấy thằng vua hồi đó. Mấy thằng vua phong kiến nó tạo ra nó xạo á. Mẹ Khổng Tử tư tưởng ở đâu nữa, có cái thời Tần Ngữ Hoàng đốt mẹ nó hết sách rồi. Lã Bất Di lụm được vài ba cuốn giữ lại. Rồi sau này mới bùa phép tụi nó cũng có ban tiên giáo nữa. Mấy hoàng đế mà phong kiến nó ghê lắm, nó gọi là trị dân á. Đến đời Thần Thủy Hoàng đốt mẹ nó hết rồi. Ông Khổng Tử có trước ông Tần Thủy Hoàng nữa. Đốt hết rồi. Để bắt đầu sau này bắt đầu đó được nhờ lại mấy cái cuốn đó. Rồi mấy thằng cha mà ngồi bắt đầu ngồi muốn tiêu diệt đế vương, bắt đầu ngồi mới vẽ ra rồi mới chế ra cái gì cái này cái nọ, phương nam tám hướng bát phương cái cô mẹ gì đó, chế ra rồi cái cuốn này in lại cái cuốn kia, tam sao thất bổn. Ông đó thì quy nói cho quý vị nghe, đi học mấy cái đó mẹ đâu mấy chục ngàn năm về trước, học những cái mới, những cái tân kỳ, những cái để phát triển đất nước đây nè. Ủa không làm, tại sao con người ta sống